Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập Tiếng Việt lớp 4 tuần 10 trang 67-68 Ôn tập giữa học kỳ 1 Tiết 4 Bài tập số 1 là các em ghi vào bảng các từ ngữ đã học theo chủ điểm, mỗi chủ điểm là 5 từ. Chủ điểm thứ nhất là thương người như thể thương thân. Chủ điểm thứ hai là mang mọc thẳng. Và chủ điểm thứ ba là trên đôi cánh ước mơ. Đầu tiên là chủ điểm thương người như thể thương thân. Chúng ta có các từ ngữ là thương người, nhân hậu, nhân ái, nhân đức, nhân từ, hiền lành, hiền từ, phúc hậu, trung hậu hay là độ lượng. Ở đây các em chỉ cần ghi là năm từ thôi. Rồi sang chủ điểm là mang mọc thẳng thì chúng ta có những từ ngữ là trung thực, trung nghĩa, trung thành, thẳng thắn, ngay thật, thành thực, tự trọng tôn trọng hay là thật thà. Rồi chủ điểm trên đôi cánh ước mơ thì chúng ta có những từ ngữ là ước mơ, mơ ước, ước muốn, ước ao, mong ước, ước vọng hay là mơ tưởng. Hai nhỏ, tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập số 1, đặt câu với thành ngữ hoặc nêu hoàn cảnh sử dụng tục ngữ. Đầu tiên là chủ điểm thương người như thể thương thân. Thành ngữ hoặc tục ngữ là ở hiền gặp lành. Đặt câu. Là bà năm đánh rơi chiếc điện thoại, người nhặt được đã trả lại cho bà, đúng là ở hiền gặp lành. Hay là lá lành đùm lá rách. Đặt câu. Chúng ta ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, đó là tinh thần lá lành đùm lá rách. chủ điểm mang mọc thẳng thành ngữ hoặc tục ngữ thẳng như ruột ngựa đặt câu tính tình bạn nam thẳng như ruột ngựa thẳng như ruột ngựa có nghĩa là nghĩ sao nói vậy bức xúc gì là nói là luôn không để bụng đây chính là thẳng như ruột ngựa rồi thành ngữ hoặc tục ngữ đói cho sạch rách cho thơm đặt câu mẹ em thường dạy là đói cho sạch, rách cho thơm. Chủ điểm tiếp theo là trên đôi cánh ước mơ, thành ngữ hoặc tục ngữ là được voi đòi tiên. Đặt câu là cậu đúng là một đứa được voi đòi tiên. Có cái này rồi còn đòi tiếp cái khác. Thành ngữ hoặc tục ngữ cầu được ước thấy. Đặt câu Em vẫn ao ước có được chú gấu Misa bằng bông. Sinh nhật vừa rồi mẹ đã tặng em, thật đúng là cầu được ước thấy. Tiếp theo là bài tập số 3. Lập bảng tổng kết về hai dấu câu mới học theo mẫu sau. Đầu tiên là dấu hai chấm tác dụng của dấu hai chấm là báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật hoặc lời giải thích cho bộ phận đứng trước. Ví dụ, tôi xòe cả hai càng ra, bảo nhà trò, em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây. Tôi xòe cả hai càng ra, bảo nhà trò hai chấm. Dấu hai chấm báo hiệu bộ phận câu đứng sau nó là lời nói của một nhân vật. Cụ thể là nhân vật dễ mẹ. Em đừng sợ, hãy trở về cùng với tôi đây. Dấu ngoặc kép tác dụng thường dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc của người nào đó. Ví dụ, bố thường gọi tôi là cục cưng của bố. Bố gọi tôi là cục cưng. Như vậy, để dẫn lời nói của bố thì từ cục cưng này được đặt trong dấu ngoặc kép. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành đô Vlog đăng tải video lên, các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành đô Vlog. Và xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.